một cái bút chì kéo, một chiếc con ta, những cái cây bút màu nước này, và về nguyên liệu thì đây mình có chuẩn bị những tờ giấy màu, mình có màu trắng, màu xanh và màu vàng nhé. Bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm luôn nhé. Đầu tiên mình sẽ đi làm được cái tờ giấy màu vàng này. Với tờ giấy màu vàng này, bây giờ mình sẽ gập thành những cái nếp gấp nha. Đó, các bạn sẽ gập thế này cho đến hết cái phần giấy nha. Tiếp theo này, các bạn cứ gập nó lại như thế cho đến hết cái phần giấy này. Sau khi mà đã gập xong như thế này, bây giờ mình sẽ gập đôi tờ giấy này lại nhé. Giờ mình sẽ cố định bằng keo dán nhé. Sau khi mình cố định thì mình sẽ được một cái hình quạt như thế này. Tiếp theo là mình sẽ dùng cái tờ giấy này, cam này để quấn một cái cây nha. Các bạn sẽ dùng một cái tờ giấy mực cam, sau đó sẽ quấn nó lại. Quấn nhỏ nó lại nha. Nếu mà các bạn có sẵn một cái cây thì mình có thể tận dụng luôn cái cây để làm cái que nhé. Cái cây đấy để làm cái phần dán vào cái quạt nha. Mình cố định bằng keo dán này. Giờ mình sẽ dán lên cái quạt nha.
sẽ cố định nó đây. Đó, như vậy là mình đã gắn xong nào. Gắn xong cái quạt như thế này rồi này. Tiếp ở cái phần dưới mình sẽ dính thêm cho nó chắc. Tiếp theo mình sẽ sử dụng đến cái tờ giấy màu xanh này nhé. Từ cái tờ giấy màu xanh này mình sẽ cắt ra nhiều hình trái tim nhỏ. Trước khi cắt thì mình sẽ cắt thành những cái hình vuông nha. Sẽ cắt thật nhiều đây. Bây giờ mình sẽ dùng bút chì để vẽ hình trái tim ở đây nhé. Cái thứ hai này. Cái thứ sáu này. Và cái thứ 8 nhé. Giờ mình sẽ cắt ra. Sẽ cắt cái này ra nhé. Các bạn sẽ cắt dần dần những cái hình trái tim mà mình vừa vẽ ra. Vừa vẽ ra xong.
cái thứ ba này. Mình đã cắt được ba cái rồi nha, đây là cái thứ tư của mình. Cái thứ năm này. Cái thứ sáu này. Cái thứ bảy nha. Sao mình sẽ làm cái kết quả. Mình sẽ dùng keo nến này dán từng cái lên. Chỗ nào còn trống nên mình sẽ gắn nhẫn lên nha. Đó. Như vậy là mình đã gắn xong một cái quả có rất là nhiều hình trái tim như thế này. Giờ mình sẽ dùng màu đỏ để cắt một cái nơ nha. Các bạn sẽ cắt cho mình một cái mảnh giấy màu đỏ, sau đó sẽ nhập nó lên. Và mình sẽ gắn lên cái quạt này. Giữ một lúc cho keo khô nha. Như vậy là mình đã làm xong một cái quạt hình trái tim cực kỳ đáng yêu như thế này rồi. Nếu mà các bạn thích thì có thể làm cùng mình nha. Và video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người vào các video tiếp theo nhé. Xin chào.